Mở đầu bản tin sẽ là những tin tức mới nhất về vụ khủng bố gây hoang mang dư luận vừa qua tại Moscow. Các nỗ lực tìm kiếm và giải cứu người bị hại tại nhà hát Crocus City Hall đã kết thúc và không còn nạn nhân nào mắc kẹt dưới đống đổ nát. Bộ tình trạng khẩn cấp Nga đã đưa ra thông báo này vào ngày 26 tháng 3. Bộ trên cũng cho biết các đội cứu hộ sẽ bắt đầu rút khỏi hiện trường vụ tấn công sau khi hoàn tất công việc. Trước đó, bộ này đã công bố danh sách các nạn nhân với 120 người đã xác định được danh tính. Chúng tôi đã ở đây suốt 4 ngày để làm nhiệm vụ. Về cơ bản, mọi thứ từ đây đã trở lại bình thường. Dù khó để mà gọi là bình thường sau so một thảm kịch khủng bố như vậy, khung cảnh bên trong rất đau lòng và làm việc suốt nhiều ngày như vậy thật sự nặng nề. Theo Ủy ban điều tra Nga, ít nhất 139 người đã thiệt mạng và 182 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố hôm 22 tháng 3 vừa qua Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công. Cơ quan an ninh Liên bang Nga cho biết nguy cơ khủng bố trên lãnh thổ nước này vẫn còn hiện hữu. Ngày 26 tháng 3, trong cuộc thị sát lực lượng quân đội ở quận Osmiani, Asmiani thuộc vùng Hrutno, cách biên giới Litva 20 dặm, đồng minh thân cận của Tổng thống Nga Putin là Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đe dọa hành động quân sự nếu biên giới của Belarus bị xâm phạm. Ông Lukashenko nói, tôi sẽ nói công khai rằng, bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng phải bị chấn áp bằng các biện pháp vũ trang. Mọi hành vi xâm phạm biên giới quốc gia đều có thể bị hạ gục. Hãng thông tấn Benta lưu ý rằng, trong báo cáo của mình về mức độ của cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của Liên minh bắt đầu từ tháng 1, kết thúc ngày 31 tháng 5 năm 2024. Cụ thể, ngày 24 tháng 1 vừa qua, Mỹ đã đưa một tàu chiến khởi động hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu để cuộc tập trận Steadfast Defender 2024 của Liên minh NATO. Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu Christopher Cavoli nhấn mạnh Liên minh NATO sẽ thể hiện năng lực củng cố khu vực châu Á Đại Tây Dương thông qua hoạt động di chuyển lực lượng xuyên Đại Tây Dương từ Bắc Mỹ. NATO cho biết khoảng 90.000 binh sĩ sẽ tham gia cuộc tập trận kéo dài nhiều tháng này nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của Liên minh. "Stiffat Defender 2024" sẽ bao gồm một loạt các cuộc tập trận nhỏ trên phạm vi kéo dài từ Bắc Mỹ đến sườn phía đông của NATO gần biên giới nga. Khoảng 50 tàu hải quân. 80 máy bay và hơn 1.100 xe chiến đấu sẽ tham gia sự kiện này. Benta đưa tin các tiểu đoàn bộ binh và cơ giới của Đức và Mỹ đã tập trung tại sân bay Babred ở Litva, cách biên giới Belarus khoảng 9 dặm. Theo hãng tin Benta, những thứ này có thể được sử dụng để thực hiện các hành động khiêu khích liên quan đến các nhóm phá hoại, trinh sát và các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Ông Lukashenko cho biết, chúng ta không nên thư giãn, chúng tôi chắc chắn rằng nếu làm vậy, họ sẽ tấn công chúng tôi. Hôm 25 tháng 3, trong một bài đăng trên Substack, nhà phân tích quân sự từ Rochan Consulting, Conrad Muzika cho biết các đơn vị của lữ đoàn cơ giới Belarus được bố trí gần khu vực biên giới Litva như một phần của hoạt động kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Nhà phân tích Muzika lưu ý rằng lực lượng Belarus được triển khai thiếu khả năng gây ra mối đe dọa quân sự nghiêm trọng cho các thành viên NATO. Trước đó tháng 2 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Belarus Viktor Krenin tuyên bố rằng quân đội của họ sẽ bắn hạ bất kỳ máy bay nào đi vào không phận của mình. Cụ thể trả lời kênh Russia 24, ông Krinin nói rằng Ukraine dường như đã triển khai đội hình quân sự gồm 112.000 đến 114.000 binh sĩ ở biên giới hai nước. Ông Krinin cho biết, tính đến lúc này, nhóm binh sĩ Ukraine có khoảng 112.000 đến 114.000 quân. Trong số này, khoảng 17.000 là lính biên phòng. Ông Krinin khẳng định Belarus hiện không có nhu cầu dồn lực lượng ra khu vực biên giới với Ukraine ông nói thêm rằng các nhóm phá hoại và trinh sát đến từ ukraine đang gây ra mối đe dọa lớn hơn ông krenin cũng cho biết thêm ukraine đang thực hiện các biện pháp tăng cường an ninh cho biên giới với belarus ông nói họ đang củng cố khu vực biên giới họ đã gài mìn trên tất cả các con đường phá hủy các cây cầu và phá hủy đường sắt họ đã đào hào chống tăng xây hàng rào ngoài ra ông lukashenko còn tuyên bố nhưng không cung cấp bằng chứng tình báo mỹ gốc ba lan đang chuẩn bị một hành động khiêu khích quy mô lớn chống lại thường dân ba lan Hành động này sẽ bị đổ lỗi cho Nga và Belarus. Belarus là một đồng minh của Nga, cách thủ đô Ukraina tại điểm gần nhất chưa đầy 100 km. Belarus cũng là đồng minh thân cận của Nga, cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ diễn tập quân sự từ trước khi Moscow mở chiến dịch ở Ukraina vào đầu năm 2022. Hồi năm ngoái, Nga đã chuyển vũ khí hạt nhân chiến thuật đến Belarus theo thỏa thuận giữa hai nước. Đây là lần đầu tiên Nga triển khai kho vũ khí hạt nhân bên ngoài biên giới kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Nga và Belarus nhiều lần cáo buộc phương Tây tìm cách phá hoại nước này. Do vậy, việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật là cần thiết để gian đe. Mặt khác, chính quyền Tổng thống Lukashenko khẳng định sẽ không tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Ông Krenin cho biết, để Nga triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ là biện pháp bắt buộc Belarus phải thực hiện vì các động thái của phương Tây và đây không phải là một đe dọa. Ông khẳng định, vũ khí hạt nhân chỉ có thể được sử dụng nếu có hành động gây hấn quân sự chống lại Cộng hòa Belarus đây được xem là biện pháp có tính gian đe ngoài ra ông krenin cho biết belarus và nga đang xem xét phương án thiết lập chương trình vũ khí chung Chuyển sang các tin tức về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã sử dụng máy bay tác chiến chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và các đơn vị pháo binh của lực lượng vũ trang Nga để tấn công vào các địa điểm lắp sát và lưu trữ máy bay không người lái của Ukraine tại 136 khu vực trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại đây. Cụ thể, hệ thống phòng không của Nga đã tiêu diệt 210 máy bay không người lái của Ukraine và bắn hạ 21 tên lửa HIMARS và Vampire MLRS. Trong khi đó, lực lượng Nga đã đẩy lùi 9 cuộc phản công của Ukraine ở vùng lân cận Abdyivka trong 24 giờ qua, với thương vong về quân sự của Kiev lên tới 255 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bộ binh và 6 ô tô. Ngoài ra, lực lượng Nga còn gây thiệt hại cho nhân sự và thiết bị quân sự của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 32 và 60 của quân đội Ukraine gần các khu định cư Sinkuka ở vùng Kharkov và Teni ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết trong một tuyên bố, trong khoảng thời gian 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công liên hợp bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển và trên mặt đất, cũng như máy bay không người lái nhằm vào các trung tâm, địa điểm ra quyết định của cơ quan an ninh Ukraine. Các doanh nghiệp công nghiệp quân sự và các khu vực triển khai của lực lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine các cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu đề ra. Hôm 24 tháng 3, lực lượng không quân Nga đã thực hiện một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác phóng từ trên không và máy bay không người lái mục tiêu là các cơ sở công nghiệp điện và khai thác khí đốt của Ukraine, cũng như xưởng lắp ráp máy bay không người lái của Hải quân Ukraine. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo tại cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh nước này rằng các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các khu vực đông dân cư của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ dẫn đến một cuộc tấn công trả đũa. Về phần mình, hãng thông tấn Union của Ukraine dẫn thông báo của lực lượng không quân Ukraine cho biết 10 trong tổng số 13 máy bay không người lái của Nga được phóng từ vùng Kurokos của Nga đã bị bắn hạ ở các khu vực Kharkov, Sumy và Kiev vào ngày 26 tháng 3. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết khoảng 30 hệ thống pháo, 20 xe tăng và xe bọc thép, một hệ thống phòng không Nga bị phá hủy trong ngày 26 tháng 3. Còn trên biển, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ, các quan chức Ukraine ngày 26 tháng 3 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một tàu Ukraine mà lực lượng Nga đã thu giữ vào năm 2014.